Rồi hôm nay xin chào mọi người đến với kênh của mình ha, Hàng Nhật Chọn Lọc ha. Rồi hôm nay mình có về một số món đồ nghề đồ pin ha. Rồi mọi người xem có món nào thích hợp với công việc của mình đó thì liên hệ với mình ha. Còn có thì mọi người xem coi như vui. Rồi hôm nay mà mình cũng nói luôn, ví dụ như hôm nay là từ clip này thì mình sẽ đăng bán hơn cái món nào còn thì mình để ghi trên clip là món nào đã bán, còn món nào ha mọi người ha, trên đầu clip luôn để mọi người có thể tiện theo coi, có tiện theo dõi ha. Rồi mà mọi người coi á, mọi người đăng ký kênh rồi thì mọi người nhớ là bấm like á, thì cái clip mới nhất á, thì mọi người sẽ thấy ha. Rồi, nha, rồi cảm ơn mọi người. Rồi mã số 1 này mình bán là một cái kem nè, kem này kem khủng luôn nha, đó Mary nè, con này nè, kem này 700.000 nha, nặng khoảng 1,1 kg á mọi người, đó, đây, đó mọi người thấy cái lưỡi nó không, như mới luôn nha, hơi râm râm mà không không đó, râm râm mà tí xíu mà không đáng kể cho mọi người. Đó, mọi người xem kỹ đi. Đó, quay màn hình trước cho mọi người xem ha. Mới tin luôn, mình chưa bị xin, mình chỉ lùi chùi thôi nha. Đó, Mary nè, Bát nè, đóng bên giờ băng đây nè, đây mọi người xem. Đóng giờ băng nha, đóng chữ chìm luôn. Đó. Mọi người xem là đó, giá băng đó. Đây, mình lấy góc cho mọi người. Đó, mọi người giá băng ha. Đó. Đóng chữ chìm luôn. Rồi, trong đây nó có chữ giá băng nữa nè. Đầu mình thấy đầu đây. Đó, nè, mình test cho mọi người xem nè. Đó. Đó, tiếng nó kêu kêu như à. À, đây thì hết là nó tự ha. À, hết là nó chả nó bóp không được nè. Đó, rồi mọi người muốn bấm kéo mạnh lên đó. Rồi, bóp tiếp. Đó, vô tới là tụt ha. Rồi, cái này chắc để mình đo cái thước cho mọi người xem ha. Mình tra thì thấy nó là 63 mà nè, đo ra lưỡi nè. 60 thôi ha, đó. Chắc là ống 60 ha. Đó. Mình nói cái tước này mọi người xem nè. Đây. Năm mấy 60 là đó. Đây. Chiều dài của nó đây. 34 nha mọi người ha. Đó. Đây bề ngang của nó đây, 13 nha mọi người. Đó, cái lưỡi nó là dài nhiêu, lưỡi dài khoảng 10 phân đó mọi người, tới dưới đây luôn ha. Đó, này mình tra thì thấy nó cắt ống 63 mà sao đo đây nè. Đó mọi người coi kỹ nè, năm mấy 60 ha, chắc này cắt ở ống 60 luôn. Đây nè, mọi người coi kỹ mình này, năm mấy 60 nè. Đó. Rồi, người tra lên đó, đây. Rồi. Rồi, tới đây là nó chưa cắt. Con này là còn khá mới mọi người, đó. Marine nè, mọi người tra mã nè. BIP nè, gạch 20 mình tra. Đây. Bát nè, còn khá mới nha mọi người ha. Đó, nặng cỡ ký mốt nha mọi người. Đây. Cho mọi người xem nè. Đây, mới trên Amazon bán 121 đô nha mọi người, đó, 123 đô đó, các màu nha mọi người, xem kỹ cho mình đấy. Thì mọi người cứ gõ vô cái thông số đó, Mary, đó, 123 đô ha. Rồi, cái này khoảng trên 90% nha mọi người, bán mã số 1 là 700.000 nha mọi người ha. Rồi, mã số 2 này, đây, bán cục pin Magita này, còn zin luôn đó, 400.000 ha, 14V, nó còn siêu chỗ đây nữa, mình chưa khui luôn nha mọi người. Đây mọi người xem kỹ mình nè, còn cái siêu trong đây nè, chưa khui nè, đó, ganti gọi là ganti,
Đây. Đây thông số này nè. Đó, sale Việt Nam nè. Đó đây, đây nào mọi người xem này. Đây, còn zin luôn khá đẹp nha. Đó, chân nó còn. Rồi, mua bãi về là nó còn nhiêu luôn. Còn vô luôn nha mọi người, mình về bỏ vô sạc cái là nó đầy ha. Đây. 16.2 luôn nha mọi người ha. Đó. Đây, mang guitar. Nhận sạc luôn, bỏ vô sạc cái là đầy ha. Bãi về nó vậy luôn nha mọi người ha. Zin. Còn khá ok. Rồi. Đắt nó cũng cao nha mọi người ha. Đắt 24, 25 vậy nè. Đó, người xem chân nữa nè. Rồi. Mình bán mã số 2 là cục pin Makita 400.000 ha. Còn 16.2 luôn nha mọi người. Người xem kỹ với mình nha. Đó, ai có máy thì mua này về. Rồi. Hỏi đúng pin luôn. Đó, ok. 400. Còn mọi người có after thì về cốc ra nha, mà cái này mình bán vậy ha. Có nhận sạc zin. Bữa mình bỏ vô nhận sạc rồi thì chưa khui nha. Rồi. 400 mã số 2. Rồi, mã số 3 là cây giấy dấu nè, 250 nha. Cây giấy dấu của Đức nè. Cây này khá quá, khá mới luôn á. Đo cái thước trước đi, rồi mình đo cho mọi người xem. Đây. 10 phân thôi rồi ha. Đó. Cái này nó chiều ngang của nó là nhiêu, để mình đo. 24 luôn hả? Đó. Cái này là từ đây, cái chữ này nó hơi nhỏ nha. Từ 5 đến 12 nè. Này. Này cũng Đông Đức nè, gặp Mani nè. Đây để mình cho mọi người xem. Chữ nó hơi nhỏ. Ừ, gặp Mani nè. Đó ha. 5 đến 12 ha. Hoạt động ok nha. Còn khá mới luôn nè. Chưa vệ sinh mà nó vậy. Đó, mở ra bỏ vô ok ha. Rồi test mọi người xem nè. Ha. Ok ha. Rồi đảo chiều à, rồi để giữa nè, mã nè, đó tiết vô nè ha. Ok rồi, khá ok rồi. Cây lấy dấu nè, cây taro này bán cái giá 250 mã số 3 nha, của Đức luôn nha. Rồi mã số 4 là bán cái đèn pin nè, 250 ha. Rồi đèn pin này nó có hay cái, nó có cái hít đây là công tắc luôn nha mọi người. Đây đấy, sắt vậy nè. Hít cho mọi người xem. Đó. Này nó hít luôn nè. À, công tắc là hít luôn đó. Rồi. Đây, chiều dài của nó. Này bảy nhật đó nè mọi người, đó 20 ha. Thì ngang có khoảng 2 phần mấy ha. Đó, nó hai đèn ha. Hai đèn led hết nha mọi người ha. Đây. Có ba cục pin dưới đây nè. Đó. Thằng bãi luôn, hiệu gì nè. Mọi người xem. Xiaomi đó. Đây. Công tắc này là 500 luôn đó. Bấm đó. Đèn led ha. Đó. Không cái đèn này ha. Đèn sáng ha. Đó, mọi người để đâu ví dụ hít lên nè. Rồi, hết luôn. Cái 500 á. Đó. Đó, rồi tắt. Đó là hai đèn sáng lúc nè. Nó có ba chế độ nè. Đó, tắt nè. Đèn một đèn nè ha. Nhấn cái nữa là đèn này hai sáng ha. Nhấn cái là hai đèn sáng ha. Rồi, nhấn cái nữa có dây đeo luôn ha. Ok. Nói chung tại xích xích. Đó, đèn. Rồi. Này tại bữa cũng nhiều đó, ai thích cái này mỗi cái mình đèn pin nó khác nhau ha mọi người ha. Rồi. 250. Mã số 4. Đó. Mã số 5 mình bán 5 món 200.000 nha. Đây. Gồm một cây 200.000 nha. Một cây lấy vít gãy nè. Nhớ chưa xài luôn nè. Đó. Từ 8 đến 11 vậy nè. Đó. Đó. Mới chưa xài luôn, trong phòng bịch luôn. Rồi một cây vít nè. Này có đời bánh da băng nha mọi người ha. Cái chữ nhỏ đây nè. Đó nên đời cây vít. Đây. 7 phân ha. Cây vít nó khoảng dài khoảng
15 thôi mọi người ha. Rồi, hai món ha. Rồi, mũi quan tháp, cá nữa là mũi quan tháp là 3 món nè. Đây. Tới 20 nè. Đó. HSS 4 đến 20 nè mọi người thấy không? Đó, HSS nha. Đó, 4 đến 20 HSS thế nè. Còn khá ok luôn. Rồi, 3 món ha. Rồi. Thêm một cặp vít nữa nè. BH3 nè, cái này BH3 có máy da băng ở đây nè, mình thấy nó đóng đây nè. Trong đây ha, 3 nè nhân 165ml vậy nè. Đó, 2 mũi. Đây. Dài khoảng 6,5 đúng rồi. BH3 nha mọi người, đó. Thì này mình thấy cái chữ máy da băng nè, chữ hơi nhỏ lên trong đây nè. Đó, 4. Rồi cái mũi này khoan gỗ hay khoan gì nè, đó. Rồi, đây. Cũng gắn như bắn dít luôn ha. Rồi. Bán 5 món này mã số 1 nè, 2 nè mọi người. À, 3 nè. 4 nè, 5 nè rồi. Mã số 5 mình bán 5 món giá 200.000 luôn mọi người ha. Đây. Rồi, để mình để gọn lên bên. Rồi. Số 6 nha. Số 6 là bán cái giò hơi. Đây. Mắt ra băng luôn. 250 cho mọi người ha, mã số 6 này. Còn bụi nhật luôn nè. Mà mình test rồi thôi ok. Đây. Mắt ra băng đây mọi người xem. Đó. Ok ha. Giờ chùi sơn nó còn dính. Đây, đo kích thước mọi người xem. 13 năm ha. Chiều dài tới đây là nó khoảng tới đuôi này khoảng 10, tới hết đuôi khoảng 12 nó có đầu này nè, mình gắn dây vô rồi. Rồi như về cái đó. Rồi, đầu nè ha, ok. Đây. Rồi, này bắt ninja băng luôn nha mọi người ha. Đây, hoạt động ok. Chưa vệ sinh luôn. Đó, còn dính bụi bụi rồi, mã số 6. Mình bán một cái xịt hơi giá 250.000 nha mọi người ha. Rồi. Mã số 6. Rồi mã số 7 nè. Mã này bán 250 nè. Đó mọi người có ai mà có chạm hút á. Nói chung định kiếm chạm hút mà thôi bán luôn. Đó, về bãi nè. Haco nè ha. Hút chì nè ha, Haco nè, mọi người xem cái thông số đó nha. Haco nè, 809 nè, thấy không? 24V 50W nè. Đây. Em 4V 50W thôi mọi người ha. Đó. Rồi. Đây. Để mình tháo ra mọi người xem. Đây. Đó, nhấn nút này nữa là đó. Ok ha. Đó nó còn hút chì vô đây nè, đó. Còn chì vô đây luôn nè thấy nữa ha. Rồi. Đó, mọi người xem nè. Đó, ok ha. Đó. Đồng cái tên đây đúng rồi, ok. Rồi. Đúng không? Đúng rồi. Ngược lại đó. Đó. Rồi ok ha. Đó. Này cũng chưa vệ sinh luôn nha mọi người, nó còn dính nè. Người giờ vệ sinh nè, đây. Nó có cái đồ chỉnh gì trong đây nữa nè, chỉnh nhiệt độ đó. Rồi mình đợi cái thước mọi người xem. Chiều dài của nó là 13 nè. Đó. Tới cái mũi luôn khoảng 17 năm 18 ha. Rồi đó. Để coi cục dây nó dài tới nhiêu. Khoảng mét nha mọi người ha. Đó. Ok. Bấm thấy còn ok, nút mở lên mở xuống thấy ok ha. Rồi. À đây, hai dây, một dây vô chân không vậy nè. Đó có chạm là gắn vô là xài nha mọi người nha. Nhiều lúc có chạm đi kiếm này cũng hơi khó ha. Đó, rồi.
bán 250.000 cho ai mấy cái mỏ hút chì nè, ai có chạm thì đem về mua về ha, giá cũng hợp lý rồi chứ không có cứ để đi kiếm chạm thì giá nó không lên nữa mọi người, cũng hơi lâu thôi bán luôn. Rồi mã số 7 bán giá hút chì Haco 809 giá 250.000. Rồi mã số 8 là gì ta? À mã số 8 đây. Một cây cưa nè. Mới tin nha mọi người. Đó. Này. Chữ gì thì mình cũng không rành nè, chữ Nhật nè. Đó. Hiệu đó, mọi người xem trùng hiệu với lại cái cưa luôn ha. Rồi, đó cái tước mọi người xem. Đây. Chiều dài tới đây 30 nha mọi người, đó. Bị ngang lưỡi đầu là khoảng 10 phân. Dưới đây là khoảng 8 phân ha. Rồi, tổng chiều dài của nó là nhiêu? 60 ha mọi người, đó. Đây, đó. Rồi, cái này khá mới luôn nha mọi người. Đây. Lưỡi nó còn khá bén luôn nè. Đây. Lưỡi bên đây nè. Rồi, bên đây nè, bên đây thì nó có vài chỗ nó bị đây nè. Đây nha mọi người coi kỹ giùm mình nha. Đây. Nó có vài chỗ nó hơi cứng nè, một chỗ nè, hai chỗ. Đó, không đáng cả nha mọi người. Tại vì bãi mà nó đã vô còn mới quá. Ok. Người đó. Nó có một hai chỗ nó bị gãy cái chỗ này mà không phải gãy mà nó đó. Người xem nè, đây. Một cái à, hai cái rồi xong ha. Nó còn mới mà tại vì bãi á. Rồi, cưa vẫn ok mọi người. Đó bán lắm nè. Để nó chiều dày của lưỡi là nhiêu. Một phân đó mọi người, đó. Ha, ly đó. Bán 180.000 nha, còn như mới luôn nha. Đây, chữ đây trùng với lại cái này ha. Đây, gán mọi người xem. Nó chưa xài luôn, nó bị đánh bản luôn. Đó. Rồi, bán cái cưa nè. 180.000 ha, bán cái 8 ha. Rồi, bán cái 9 nè, bán cái thước nè. Thước này bữa có anh nào đặt mà anh không có gì thôi bán lại luôn. Rồi 200.000 nha, da băng. Đây, bằng nhôm nha mọi người, mới tinh luôn. Đó. Nó kiểu vài chỗ chạy chạy này không đáng kể. Đó. Đây, hai mặt thước ha. Đây mình limo vô nè ha. Đó. Đây. Ok ha. Rồi cái thước mọi người xem 30 ha mọi người ha. Thì nghiêng 5 phân rồi. Đây nó có chày chày mà không đáng kể nha. Còn khá đẹp mà này không có hết nha mọi người ha. Để lên ok. Thước mới luôn 200.000 ha. Rồi. Da băng nè mọi người, có chữ da băng đây nha. Ghi mười hộp nhiều cái nó không có ghi trong thì nó ghi có hộp mình biết da băng luôn á. Rồi mã số 9 bán nha. Cây thước Vivo và tất 200.000. Rồi mã số 10. Đây. Cây kèm nè. 150 nha. Kèm mà kẹp cái ống mũ hay gì đó nó 10 đó. Đây. Nên coi ngèm bán 150 luôn. Đây. Ngầm khoảng 42 á mọi người. Đó. Tổng chiều dài của nó là nhiêu? Đây. Tổng chiều dài tới đây luôn khoảng 425 ha. Đó. Đây, bề xéo của nó là nhiêu? 10 phân ha. Đó, đóng chữ như đây nè. Đây mọi người xem ha. Trước này mọi người vô add-on cũng phải là 700-800 ngàn á. IBS nè, HWH ha, gạch nè, 250S nè. Đó. Đó, ngoại hình nó còn ok ha. Đó. Này, mọi người xem. Rồi. Mã số 10 mình bán một cây kèm gập kẹp đồ mũ đồ gì đó ha. Rồi, 150 ha. Rồi, mã số 10. Rồi mã 11 là một cây thước nè, bán 100.000 nè. Thước hiệu chim biến cục nè đó, thước xéo nè mọi người ha. Đó. 100.000 ha, ngoại hình ok. Đây. Mã 11 nha mọi người. Đó. Chiều xéo lên của nó là khoảng 9 phân ha. 9 phân ha. Đó.
ngoại hình là đây, hiệu chim bính cục nha. Đó, chim bính cục liệu nổi tiếng của thước đo là đó, hoa văn nè, ngoại hình còn ok. Satin test là tuyết là thép không rỉ nha mọi người. Đó. Đây. Hoa văn nè ha. Đấy, con này con gì nè, đó mọi người xem. Đó, hiệu chim bính cục nha. Rồi. Mã số 11 mình bán giá 100.000 nha mọi người ha. Thước đứng trước góc ha. Rồi, mã số 12. Mã số 12 là mình bán 3 cây vít nè. Một cây của Mỹ nè, vít 3 cây của Mỹ nè. Đây. Bán 160.000 ha. Đây. Mã số 13. Mỹ nè. Thì Challenger nè. Đó. Challenger ha, USA ha. Mã của nó một máy nè, 177 gì nè. L7772 nè, đó, 3 ke ha. Đầu 3 ke. Đây. Chiều dài của cái thước là chiều dài của tương dích là khoảng 20 mọi người ha. Rồi một cây. Một cây của Mỹ nè. Rồi cây dích dẹp của Đức nè. Đó. Dích dẹp nhỏ nè. Rồi, chiều dài của nó đâu? Khoảng 18 nha mọi người ha. Đây. Nó có số nó nè này. Hiệu Phoenix nè, Phoenix Contact nè. Mã của nó đây. Cái này của Đức nha mọi người. Hàng công nghiệp của Đức luôn á. Đó. Để xem. Đây. Đó, Phoenix nè. SC nè, đó, 06.35 nè, 12 nè. Đó. Ok. Rồi, cái thứ ba là cây máy da băng nè. Đó, cây Nhật nha. Mấy giờ bằng nè, đó Anac nè. Đây. Mấy giờ bằng chứ. Như nào hiểu gì nè. Đó, mọi người xem nè. Cái lưỡi nó mấy, cái này cũng mấy giờ bằng luôn nha mọi người. Đó. Đó. Mấy giờ bằng ha. Rồi, đầu ba ke ha. Đầu dẹp ha, quay đầu lại nè. Đó. Đó. Rồi, chiều dài của nó. Đây. 20 luôn ha mọi người ha. Rồi. Mấy cho bạn ha. Ba cây này bán giá 160.000 ha. Cây Đức, cây Mỹ, cây Nhật. Đó, ba hiệu chưa? 160. Đó. Rồi. Mã số 13. Mã số 13 là bán là bộ mấy bộ lục giác nè. Đó, bán 100.000 bộ nha mọi người. 100.000. Người xem giùm mà mở bộ ra thử 100.000 nha mọi người. Đó. Có mấy bộ 4-5 bộ vậy đây. Một cây là 10 nè. Mấy giá băng luôn nha. Đây. A nè, có A K tới C gì nè, đó. Đó, mấy giá băng đây là đó. Đây ha. Đây cho bạn nghe rồi. Đây, 10 nè, 8 nè, 6 nè. Rồi 5 nè, 4 nè, 3 nè, mà có 3 cây 3, 3 với 2, 2 đi rưỡi là nó dài hơn nha mọi người ha. Đây mình đo trước mình chạy. Cái 10 là khoảng 11 phân ha, 11 phân 1, 11 phân rưỡi ha. Bề ngang của nó khoảng 4 phân rưỡi. Cây 8 của nó khoảng 10 phân rưỡi, đó. Cái này của nó khoảng 4 phân ha. Cây 6 của nó khoảng 9 phân rưỡi ha. Rồi đó, nó giảm dần rồi.
10 nè, 8 nè, 6 nè, 5 nè, 4 nè, ha. 3 nè, 2 ly rưỡi nè, tổng cộng 7 cây ha. Máy cho băng hết nha mọi người ha. Đó. Bộ về mình bán là 100 ngàn nè. Đó. Có hít ra ngoài nha. Nè. Này nó hít ra ngoài nha mọi người. Đó. Hít ra ngoài nha. 500 hít đó, 500 xịn ra ngoài máy cho băng rồi. Cứ bộ là bán 100 ngàn á. Có để lục ra khoảng chừng chắc 10 mấy bộ vậy. Đó, ai mua thì cứ 100 ngàn bộ ha. Rồi. Mã 10 13 phải không? Mã 14 rồi. Đây, một cái bơm. Bán 480 ngàn ha. Bơm Nhật nha, này hàng xuất Nhật nha mọi người. Đây. Này xuất Nhật nè, đó. Nói chung bơm nhìn vô cái đầu này, đầu đồng nó thấy nó chất lượng hơn nha mọi người ha. Đó, mọi người coi thông số nó giùm mình cái nè. Đây. DC 12V ha. 10A nè. 350 MB nè, kilobyte nè, đó 17 lít trên phút nè, chiều ngang đó 150 nè, diện tích cái kích thước của nó nè 128 nè nhân 55 ha, nặng 0.6 kg ha, là nửa hơn nửa 6 lạng đó mọi người. Đó, thông số này có vấn đề đâu nha mọi người ha. Đây rồi, một dây này bên đó dài nhiêu đó. Đây. Khoảng 44 45 nha mọi người ha. Đó, 44 á. Rồi. Nó có cục dây này nữa nè. Đó. Đây, dây này hơi dài ha. Dây zin nó luôn. Bỏ vào hộp khá gọn ha. Đây, đó, đồng hồ nó luôn. Nó hơi bị chày chỗ này nè mọi người, không sao. Chày là do bãi thôi. Đây. Kích thước nó mình đo là nãy có thông số nó rồi, có rồi mọi người. 150 nè. Đó, 155 nè ha. 150 nè đó. Bề ngang của nó là 128 là đúng rồi nè. Đó, như vậy nó khoảng 55 nè, đó. Rồi, nó bị chày ở đây thôi không đáng kể. Chày do bãi cấn công tắc ok ha. Rồi để mình test cho mọi người xem. Đây nè, mọi người coi kỹ ha. Đây. Ok ha. Đó. Rồi nè, để lại nè. Ok, rồi. À, cái hàng để mình cho mọi người xem cái hàng Đài Loan, cái hàng xuất Nhật với hàng kia nó khác nhau, mọi người nhìn thấy hai cái khác nhau. Mình coi cái này nè. Cái này hiệu 3 này. Đó, hiệu Bon nè. Đó. Hàng này nó không nhìn nó không chất lượng mà hàng này ha mọi người ha. Đó, nó cũng dày luôn nè. Đây. Nó cũng nè, đó mọi người xem. Đó, cái đầu này nè. Mình thấy cái đầu đồng này nó chất lượng hơn nè, hàng tốt á. Đó, đầu đồng con này nó xài đầu này ha. Đây, cái này mua về là mình chưa có thử luôn nè, nó bị đứt cầu chì nè, mình chưa có thử luôn. Đó. Đó, cũng chưa test nữa. Đó, ai mua cái này mình bán 150 luôn nè. Đó, giờ tự xử nè. Đó. Đó. Dây cổ còn nè. Đây, có công tắc này ở đây nè. Đó, đây mình, đó, ai mua mình bán vậy luôn, mình mua 150 bán lại luôn. Đó. Đây, ngoại hình ở đây, mọi người xem. Đó. Dây còn ha. Đây. Đó. Đó, hàng này nó không chất lượng nên mình thấy đó, ai mua mình bán luôn. Về làm này cũng đơn giản lắm. Đó, này 150 ha. Còn này mình bán là 450 ha. Rồi. Đó, có học bỏ vô nha mọi người nha. Này bỏ xe ô tô là khá gọn á.
Đây. Đó. Không. Nói chung là bỏ đây mình bỏ lại cho mọi người xem. Mình bỏ từ từ thì bỏ. Nhét từ vô thôi đó. Mình nhét dây vô. Đó. Đó, ok ha. Gọn nè. Rồi. Rồi. Mã số 14 bán 480.000 ha. Rồi, còn cái bơm này mình bán nếu ai mua thì bán về 150 nè, đó. Này cũng còn dây cọ đầy đủ nè, bây giờ đứt. Cái này là 4480 nha, mã 14 này là 480 nha mọi người ha. Rõ ha, cái hai cái ha. Còn cái này là bán 150, ai mua mua ha. Đó. Rồi. Mã cuối cùng đây. Bán 600.000 nha, mã 15 nè, mã cuối cùng nè. Bộ này là bóng cáp vòng chục hay gì mới tinh luôn, cái này của Mỹ luôn nha mọi người, chưa xài luôn nè. À, đây có 3 món nè, một cái kềm nè. Kiểm cắt gì này mà nó không biết cắt ai mà làm bên đó. Đó. Cái tuốt nè. Cái này cái tuốt nữa nè. Này USA ha. Đó. Đây, nó có đầy đủ luôn nè. Hôm nay một cái vỏ trong đây nè mọi người nè. À. Rồi tại sáng nay mình không vui để mình cho mọi người xem cái này. Đây. Đây của nó đây. Đó. Người xem này. Đó cái mã của nó rồi để mình đó người xem cái mã nè đây hơi chói quá đây đó, nó bán là 1.4 triệu nha mọi người ha đó tại mình không khui ra nó chói quá đó nó có cái bấm luôn đây. Rồi để đó cái dây này nè, cái này nè. Là nó đỡ cáp cho bấm nếu mà người tra lên đó. Đây. À, dụng cụ lắp đặt cáp đồng trục nè mọi người đó. À. Đây, đây. Nó chói quá thôi. Để mình đó, đây, đây ba cái ha. Một mang cái này của kèm của Mỹ ha. Mọi người cứ tra lên đây nè. Kentrut nè đó, mã của nó nè. Đây mọi người bấm chưa? Mọi người lên Google mọi người bấm đó, ra nè. Đó. Bấm là VDV nè. Đó cái mã của nó nè. Mọi người vô bấm Kentrut nè, đó, mã mã này nè. Rồi mọi người bấm cái mã này ra. VDV 026-21 ha. Đó, mọi người cứ bấm vậy là ra nè. Rồi. Cái này mới nó bán 1.4 triệu mình chưa tính phí ship nha mọi người. Đây, nguyên bộ luôn, ai mà làm cáp nè, nó có hướng dẫn sau nè ha. Tại cái điện thoại kia không có mình bấm vô là mọi người xem là thấy hết. Một cái kìm nè. Một cái tước dây nè, một cái bấm cáp nè. Đó. Nguyên bộ của Mỹ luôn, có mấy cái đầu đi theo nữa nè. Ở sau đây nó có vỏ nữa nè ha. Đó, vỏ để đựng nè. Rồi mới tin tại mình không khui ha. Mọi người cũng thông cảm rồi. Mã số 15 mình bán 600.000. Đây, để mình coi lại cái không biết cái này bấm được không ta, đây cho mọi người xem nó dễ hơn. Đó, đó đây thấy rồi nè. Đó. Đây. Đó, bộ của nó là 1.4 triệu nè ha. Cộng tiền phí ship là 1.1 triệu nè. Rồi đó. Đây cái cây này nè. Là nó bấm nha mọi người. Đó. Cây này nè. Đó, thấy chưa? Đó. Đó, cây này nè nó bấm vậy nè đó, nó có diễn tả luôn ha đây rồi đó ba thông số thì mọi người xem có ai có làm cáp hay là gì cáp đồng chục rồi rồi cuối clip mình xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ha rồi.